Cũng trong hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ cháy nhà trọ 4 tầng khiến nhiều người xôn xao. Nhiều nhân chứng kể lại giây phút thoát nạn, trong đó có những người trên tầng thượng có pha thoát hiểm quyết đoán. Đám cháy bùng lên tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh 4 tầng, 17 phòng ở trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Lúc này có khoảng 15 người bên trong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động xe và hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng cứu hai người mắc kẹt bên trong ra ngoài, đồng thời hướng dẫn thoát nạn cho 10 người khác. Trước đó vào lúc cháy, một số người ở tầng thượng không thoát kịp leo qua lan can, nhảy qua nhà bên cạnh. Có người lấy quần jean cột vào lan can tầng thượng làm dây đu rồi nhảy từ độ cao 5m xuống mái nhà bên cạnh. Nhịp sống cây bới sáng nay tiếp tục với nhiều nội dung đáng chú ý khác. Nửa đêm nhặt chiếc túi bên đường, nữ lao công tá hỏa phát hiện số tiền gần 100 triệu và cái kết có hậu. Sập mái nhà ở Thái Bình khiến một người tử vong, nhiều người bị thương. Chính thức khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, đánh dấu sự chuyển mình của ngành lúa gạo. Cơ hội thưởng thức hàng trăm món ăn góp mặt tại khu ẩm thực Món Gòn Nam Bộ. Góc nhìn sáng nay, chuyên gia lý giải vấn đề nhiều lao động đồng bằng sông Cửu Long di dân đến các vùng khác tìm việc làm, nhưng người ở lại vẫn thất nghiệp. Thưa quý khán giả, kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long phục hồi mạnh mẽ trong năm ngoái, nhưng chậm lại trong năm nay. Điểm kẽn nằm ở thể chế, quản trị và liên kết vùng là những nội dung được phân tích trong báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào hôm qua. Báo cáo được thực hiện hơn một năm với sự tham gia của 30 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Báo cáo năm nay ra mắt trong bối cảnh các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long vừa hoàn thành quy hoạch cấp tỉnh, cần một cơ chế thực thi giải quyết các trở ngại trong quá trình triển khai quy hoạch của từng địa phương. Dùng cần cơ chế hợp tác giữa các tỉnh để khai thác nguồn lực một cách hiệu quả, phát triển kinh tế xã hội theo đúng hướng quy hoạch tích hợp đã được Thủ tướng phê duyệt. Từ những nghiên cứu trước, báo cáo năm nay xác định thể chế, quản trị và liên kết vùng là nội dung then chốt có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long trong hiện tại và dài hạn. Liên kết vùng tạo lợi thế khai thác tối đa tiềm lực kinh tế giữa các địa phương trong vùng. Và đây là cơ sở để tiến tới thực hiện nhất quán các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Một thể chế tốt và cơ chế quản trị hiệu quả sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận diện các cơ hội để phát triển kinh doanh, đầu tư. Hiện tỷ lệ doanh nghiệp trên 1.000 dân của đồng bằng sông Cửu Long chỉ bằng 40% cả nước. Dù các doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận thấp, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp có lãi lại cao, với khoảng 52% các doanh nghiệp trong vùng báo cáo có lãi. Quá trình nghiên cứu cho thấy 6 nhóm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các thách thức hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long là điều kiện tự nhiên, công nghệ, vốn nhân lực, kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và cơ chế quản trị hợp tác liên kết vùng. Đồng bằng sông Cửu Long giàu tiềm năng nhưng lại đang tụt hậu so với đà tăng trưởng kinh tế của cả nước. Hai thập niên trước, vùng đóng góp khoảng 16% GDP của cả nước, thì đến nay tỷ trọng này chỉ còn 12%. Mức độ tụt hậu của đồng bằng sông Cửu Long so với thành phố Hồ Chí Minh còn nghiêm trọng hơn. Nếu như vào năm 2000, GRDP của thành phố Hồ Chí Minh chỉ nhỉnh hơn đồng bằng sông Cửu Long một chút, thì đến nay GRDP của đồng bằng sông Cửu Long chỉ xấp xỉ 3/4 so với thành phố Hồ Chí Minh. Đồng bằng sông Cửu Long đang được chính phủ đầu tư hạ tầng để mở ra không gian phát triển mới. Đây là vùng đầu tiên của cả nước được chính phủ xây dựng quy hoạch tích hợp và thành lập hội đồng điều phối vùng
để triển khai các chương trình phát triển theo các nghị quyết của Trung ương. Ở góc độ quản trị nhà nước, ông Phạm Tấn Công, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chưa thấy sự kết nối trong quy hoạch từng tỉnh thành phố với tổng thể vùng, cơ chế quản trị tài nguyên phân mảnh, cơ chế điều phối vùng và giữa các tỉnh thành phố còn rời rạc, chưa tạo kết quả mong đợi. Báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm nay khẳng định thông điệp thể chế hợp tác rất quan trọng với đồng bằng sông Cửu Long. Đây là tiền đề để các tỉnh thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ, còn rút kịp đầu tư và kinh doanh thuận lợi, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Vừa qua báo cáo cho thấy, trong những năm trở lại đây, cơ cấu GRDP của vùng đồng bằng sông Cửu Long gần như không có sự thay đổi. Sự chuyển dịch từ khu vực 1 sang khu vực 2 và 3 chỉ dao động trong khoảng 1-2%. Dòng xoáy đi xuống về nguồn nhân lực vẫn đang tiếp diễn ở đồng bằng sông Cửu Long. Số lượng và chất lượng lao động thấp làm suy giảm tính cạnh tranh của vùng. Sau một thời gian khá dài có mức PCI cao hơn mặt bằng chung, thì đến năm 2022, PCI trung bình đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với cả nước. Nếu không có những nỗ lực cải thiện đúng mức, đồng bằng sông Cửu Long vốn bất lợi sẽ càng trở nên thất thế trong nỗ lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tăng trưởng đầu tư của vùng so với cả nước giảm từ gần 19% năm 2017 xuống còn gần 15% vào năm ngoái. Báo cáo kinh tế về đồng bằng sông Cửu Long năm nay xác định thể chế, quản trị và liên kết vùng là nội dung then chốt có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long trong hiện tại và dài hạn. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, phân tích, liên kết vùng là sự hợp tác để tạo lợi thế, khai thác tối đa tiềm lực kinh tế giữa các tỉnh thành phố trong vùng, giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh, và là cơ sở để thực hiện nhất quán các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Ông đưa ra các khuyến nghị như sửa đổi luật đất đai, tư duy mới về an ninh lương thực, quản trị và quản lý tài nguyên nước, thể chế quản trị và điều phối vùng. Hiện nay 8 trong 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành quy hoạch cấp tỉnh. Vì thế, vùng cần cơ chế hợp tác giữa các tỉnh để khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội theo đúng hướng quy hoạch thích hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Có như thế, đồng bằng sông Cửu Long mới có thể thành điểm sáng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu mà nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra. Báo cáo cho thấy, dù một lượng lớn lao động trong vùng di dân đến các vùng khác tìm việc làm, nhưng lao động ở lại vẫn thất nghiệp. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách Công và Quản lý Đại học Fulbright Việt Nam cho biết, tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm của đồng bằng sông Cửu Long vẫn cao nhất nước. Do vậy, thu nhập bình quân của vùng luôn thấp hơn so với cả nước. Khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 2 năm 2020 và 2021, thì người lao động trở về đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng đến năm ngoái, khi hết dịch, người dân lại di chuyển đến các vùng khác tìm kiếm việc làm. Bởi đó là quy luật khách quan của thị trường, lao động sẽ về đâu có nhiều cơ hội nhất, có điều kiện phát triển nhiều nhất. Đây là điều đáng suy nghĩ đối với các nhà làm chính sách. Khi chúng ta chấp nhận phải có lượng di dân, nhưng ngay khi di dân rồi thì giới lực lượng còn lại vẫn thất nghiệp cao, vẫn thiếu công ăn việc làm. Thực trạng này có nghĩa là chúng ta đang thiếu cơ hội nội sinh của nền kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Các doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận thấp, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp có lãi lại cao. Chỉ khoảng hơn 50% các doanh nghiệp trong vùng báo cáo có lãi. Có một lý do đằng sau chuyện này là không gian kinh tế chúng ta còn rộng rãi, mức độ cạnh tranh chưa quá gay gắt nên kinh doanh ở đây vẫn dễ có lãi hơn các vùng khác. Tuy có lãi nhưng lãi rất mỏng và làm gì để tăng lên đang là trăn trở. Thực tế lãi mỏng là do chi phí cao, chi phí logistics, nguyên vật liệu đầu vào đều cao, trong khi giá bán thì phải theo thị trường, cạnh tranh sòng phẳng ở các vùng khác. Đây cũng là thách thức của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý khán giả, trong cuộc sống chúng ta ít nhất một lần bắt gặp việc người khác rơi đồ, rơi tiền, cũng như nhiều những vật có giá trị khác. Có người dù không khá giả nhưng vẫn nhớ câu đói cho sạch, rách cho thơm. Và câu chuyện của nữ lao công ở Quảng Ngãi sau đây là như vậy.
khuya hai ngày trước, khi đang quét dọn trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Thúy Phương, 43 tuổi, nhân viên công ty môi trường đô thị, vô tình nhặt được một túi ni lông đựng gần 100 triệu đồng, nên đến công an nhờ tìm chủ tài sản. Chủ nhân số tiền được xác định là anh Nguyễn Văn Cường, 29 tuổi, nhân viên công ty giao hàng nhanh. Số tiền này được đồng nghiệp nộp lại trong ngày. Hôm qua, chị Phương trao trả số tiền nhặt được cho anh Cường với sự chứng kiến của công an. Chị Phương chia sẻ số tiền này lớn bằng cả gia tài nhiều người, nên khi nhặt được, ý nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng trả lại cho người đánh mất. Chiều qua, người dân tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến mái công trình đang xây dựng thì bất ngờ bị đổ sập, vùi lấp rất nhiều công nhân đang thi công. Ngành chức năng nhanh chóng có mặt giải cứu các nạn nhân, nhưng điều đáng tiếc xảy ra. Vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Đoàn. Trước đó, ông mướn khu đất này xây dựng nhà kết cấu khung thép và thuê anh Đinh Văn Du, trú tại xã Hồng Dũng, thi công. Sau đó, anh Du thuê nhóm thợ xây gồm 13 người do anh Trịnh Ngọc Quang, sinh năm 1987, trú xã Thụy Bình, làm tổ trưởng. Đến khoảng 15 giờ chiều qua, nhóm công nhân trong lúc đổ bê tông mái tầng 1 thì mái bị sập. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường và đưa được 6 người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Một người tử vong được đưa ra khỏi hiện trường và một nạn nhân còn lại chưa được tìm thấy. Nhịp sóng ngày mới sáng nay tiếp tục với những thông tin. Chính thức khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, đánh dấu sự chuyển mình của ngành lúa gạo. Cơ hội thưởng thức hàng trăm món ăn góp mặt tại khu ẩm thực Món Ngon Nam Bộ. Cảnh báo tình trạng hái cà phê xanh bán chốt lời, lợi nhuận trước mắt nhưng thiệt hại dài lâu. Tối qua tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt Nam. Mở đầu với câu hỏi bạn đã ăn cơm chưa? Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Khoan chia sẻ, chạy gạo từng bữa từng là nỗi lo thường trực của nước ta. Giờ đây, cây lúa hôm nay mở ra đường lớn, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu về sản lượng và cả chất lượng. Hiện nay, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng, chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo cần có những thích ứng linh hoạt để trở nên chuyên nghiệp và bền vững, không chỉ tạo ra các sản phẩm chất lượng cao mà còn góp phần kiến tạo nên một hệ sinh thái ổn định, an lành. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, xây dựng một nền sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với con người và môi trường, góp phần tích cực vào ổn định an ninh lương thực thế giới luôn là mục tiêu chiến lược, là sự cam kết của ngành hàng lúa gạo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi và trách nhiệm của người trồng lúa Việt Nam luôn gắn bó mật thiết và là một phần không thể tách rời với chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo toàn cầu. Đổi mới sáng tạo, ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật phù hợp, đồng bộ dựa trên việc tiếp nối những kinh nghiệm từ tri thức bản địa với tinh thần gìn giữ môi trường, tôn trọng thiên nhiên là cách thức mà đội ngũ nông dân chuyên nghiệp tại Việt Nam đã và đang thực hiện để hướng tới những cánh đồng phát thải thấp. Có một câu nói vui với nhau, thương hiệu là cái hiệu mà người ta thương. Tôi có niềm tin vững chắc rằng tình cảm dành cho lúa gạo Việt Nam đến từ định vị thương hiệu. Vì người trồng lúa, vì người tiêu dùng, vì môi trường xanh. Từ Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến sự kiện một thông điệp bằng hình thức trực tuyến. Ông khẳng định Festival Quốc tế Lúa Gạo năm 2023 quảng bá hình ảnh đất nước có cười Việt Nam thân thiện, cần cù, mến khách, quảng bá nền văn minh lúa nước hàng ngàn năm của Việt Nam. Việt Nam cũng là nước đầu tiên xây dựng và phát triển một cái kế hoạch 1 triệu hectare
lúa chất lượng cao và phát thải thấp, góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của nhân dân. Đây cũng là một cái nhiệm vụ mà mang tính toàn dân, mang tính toàn cầu. Chúng tôi thể hiện cái trách nhiệm của mình với cộng đồng quốc tế trong cái việc chống biến đổi khí hậu và xây dựng một cái nền nông nghiệp phát thải thấp. Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với 3 phần gieo hạt, gồng gánh và bùa gặt. Những ca khúc lấy cảm hứng từ nông thôn và sự đồng hành đời sống nông dân như Hạt gạo làng ta, Tình yêu của đất và nước, Hương lúa miền Nam, Đàn sáo Hậu Giang, Hát về cây lúa hôm nay. Được dàn dựng công phu, biểu diễn đầy cảm xúc, góp phần tô thêm vẻ đẹp rực rỡ cho bông lúa hạt gạo Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập. Hàng ngàn người dân Hậu Giang và du khách quy tụ tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh để trực tiếp chứng kiến không khí rộn ràng khai mạc lễ hội lúa gạo lớn nhất từ trước đến nay. Tất cả có chung niềm tự hào về hành trình ngàn năm lúa gạo Việt và sự phát triển của quê hương Hậu Giang. Tiết mục pháo hoa kết hợp drone với hệ thống đèn laser công suất lớn làm mãn nhãn người xem, truyền đi thông điệp và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam chung tay xây dựng một nền sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với con người và môi trường, gắn với slogan gạo xanh, sống lành. Lễ khai mạc festival khép lại nhưng mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành hàng lúa gạo nói riêng và nền nông nghiệp Việt Nam nói chung bứt phá vươn xa, đem đến sự thịnh vượng cho nhà nông. Đây cũng là lần đầu tiên Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 được tỉnh Hậu Giang tổ chức mang tầm quốc tế, thu hút nhiều cơ quan, ban ngành cùng các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Tham gia sự kiện lần này, công ty UPL Việt Nam hân hạnh đồng hành và mang đến những giải pháp phòng trừ và quản lý hiệu quả dịch hại trên đồng ruộng cho nông dân. Phóng viên chương trình có mặt tại gian hàng trưng bày của doanh nghiệp và ghi nhận ý kiến từ khách hàng. Thưa quý khán giả, công ty trách nhiệm hữu hạn UPL Việt Nam là thành viên của tập đoàn UPL toàn cầu, đứng trong top 5 tập đoàn hóa chất nông nghiệp trên toàn thế giới. Hiện nay, công ty có mặt tại 123 quốc gia với 28 nhà máy và 160 bằng sáng chế. Tại Việt Nam, công ty có hệ thống phân phối trên khắp cả nước với 2 nhà máy lớn đặt tại tỉnh Bình Dương và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp nông dân tiết kiệm được chi phí và công lao động cũng như tối ưu hóa được năng suất cây lúa. Tham gia hoạt động trong festival lần này, công ty trách nhiệm hữu hạn UPL Việt Nam giới thiệu các sản phẩm cũng như đưa ra các giải pháp giúp bà con nông dân canh tác hiệu quả. Dạ, chào anh ạ. Đến với sự kiện lần này thì công ty mình mang đến những sản phẩm nào để giới thiệu đến bà con nông dân ạ? Dạ. Thì công ty UPL Việt Nam rất hân hạnh là một trong những cái đơn vị đồng hành cùng festival đợt này và cũng có cơ hội để giới thiệu đến quý bà con nông dân những giải pháp tiên tiến nhất của công ty nhằm giúp là bà con có thể bảo vệ khỏi sâu bệnh dịch hại tấn công đồng lúa của mình. Bên cạnh đó thì cũng giúp bà con mình có được cái cây lúa khỏe mạnh và năng suất tối ưu được năng suất của cây lúa và với những cái chi phí hợp lý nhất, với một cái khái niệm là nông nghiệp mở và cái sứ mệnh là phát triển cho nền nông nghiệp bền vững, thì công ty UPL chúng tôi cũng nghiên cứu và phát triển rất nhiều giải pháp trên các cây trồng khác nhau. Thì trong đó thì có bộ giải pháp trên cây lúa, cũng rất nhiều sản phẩm mà được bà con nông dân tín dụng trên nhiều năm qua. Ví dụ điển hình như là cái sản phẩm ta răng. Thì cái sản phẩm này được giúp bà con mình có thể phun cỏ bờ và còn những cái lúc mà bà con mình vệ sinh đồng ruộng. Ngoài ra thì những cái sản phẩm như là cái Nitriran, thì đây là cái sản phẩm giúp bà con mình diệt mầm, gần như là giúp bà con mình giải quyết được các loại cỏ trên đồng ruộng hiện nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đem đến cho bà con một cái giải pháp mà cũng khá là quen thuộc với bà con rất là nhiều năm rồi, như là cái Kasai và Kasumin. Đây là cái bộ đôi mà chuyên về cái đạo ôn và vi khuẩn đến từ Nhật Bản và được bà con tín dụng trên rất là nhiều năm. Thì song song đó thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp mới để đến giới thiệu đến bà con, như cái sản phẩm Aritop. Thì đây là cái sản phẩm mà chuyên về lem lép hạt, thì được công ty mới ra mắt hồi tháng 6 năm 2023 này. Và cái sản phẩm Phylox thì đây cũng là hoạt chất mà sản phẩm mới. Đây với hoạt chất Acetoxubin và Mancozeb là giúp bà con mình bảo vệ đồng lúa từ giai đoạn nhập chỗ chính trở về sau. Và Việt Nam là một trong những 3 nước đầu tiên trên thế giới ra mắt cái sản phẩm này trên thị trường. Khi mà ghé tham quan những cái chương trình này cũng được công ty UPL nè.
cũng được các kỹ sư của công ty giới thiệu về những sản phẩm của công ty đó, và được trao dồi những kiến thức về xài thuốc, thấy là rất bổ ích. Giới thiệu thuốc rồi chỉ những sản phẩm thuốc, cái quy trình mình xịt như thế nào, cũng như hồi trước đây mình xịt theo cái quán tính của nông dân thì nó không bằng cái kiểu những cái kỹ sư người ta tư vấn cho mình. Festival lúa gạo diễn ra từ ngày 11 cho đến ngày 15 tháng 12 tại quảng trường Hòa Bình, Vị Thanh. Công ty JBL Việt Nam rất hân hạnh chào đón quý nông dân đến tham gia và cùng nhau chia sẻ những giải pháp mang đến hiệu quả tốt nhất cho đồng ruộng của mình. Ngoài tham quan con đường lúa gạo Việt Nam, các gian hàng của Triệu Trung Kiệp, du khách khi đến festival còn có thể trải nghiệm những món ăn đặc trưng miền Tây tại khu ẩm thực Món Ngon Nam Bộ. Phóng viên chương trình có ghi nhận. Thưa quý khán giả, đến khu ẩm thực Món Ngon Nam Bộ thì Tiên có thể cảm nhận được là nơi đây đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của du khách, không chỉ bởi những món ăn ngon đâu mà chính vì giúp cho mọi người có thể tìm về những ký ức tuổi thơ một thời của mình. Mình chọn được món bánh gì rồi cô ạ? Ở đây là lấy bánh cuốn trứng với bánh thục linh với bánh đá. Mình có kỷ niệm gì đối với loại bánh này ạ? Tuổi thơ rồi, nhỏ thì cũng như súng nhau ở xóm, cái hay là làm cái bánh thục linh này nè, nhưng bây giờ thì muốn làm thì cũng không có để thời gian để mình làm. Khi đi đây mình trải nghiệm ăn được bánh dân gian. Dạ, sẵn dịp mình ôm lại kỷ niệm xưa cho con cháu mình nghe luôn cô ha. Đúng rồi. Các món bánh làm từ bột gạo như bánh cuốn nóng, bánh lá mơ, bánh da lợn, bánh tằm được nhiều du khách ưa chuộng. Khu ẩm thực có 30 gian hàng, hơn 200 món ăn và thức uống. Gần phân nửa là các món chế biến từ cá thác lát như gỏi cuốn cá thác lát, bánh mặn cá thác lát, chả giò cá thác lát. Các gian hàng được thiết kế nhà tre, mái lá, tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi. Chủ gian hàng là các nhà hàng, quán ăn, chủ thể ô cốp của tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và thành phố Cần Thơ. Do vậy, chất lượng các món ăn luôn được đảm bảo. Món ngon Nam Bộ trong festival lần này đang dệt nỗi nhớ khôn nguôi về gia đình cội nguồn cho du khách gần xa và lan tỏa những ý nghĩa về giá trị hạt gạo thông qua từng sản phẩm ẩm thực. Thưa quý khán giả, thị trường vàng trong nước thời gian qua có những biến động khó lường do ảnh hưởng giá vàng thế giới. Cuối giờ chiều qua, giá vàng nhẫn tiếp đà giảm mạnh, một số thương hiệu giảm nửa triệu đồng một lượng. Qua hai phiên, có loại giảm tới 1 triệu đồng một lượng, mất mốc 60 triệu đồng một lượng mua vào. Chỉ tính qua hai phiên, giá vàng nhẫn SJC giảm 650.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Còn so với cách đây một tuần, có thương hiệu giảm tới 2 triệu đồng một lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của vàng nhẫn trong nước hiện dao động trong khoảng từ 1 triệu cho đến 1 triệu 2 một lượng. Trước đó, hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12, giá vàng SJC lập đỉnh gần 75 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Và giá vàng 24K cũng lên mức cao nhất trong lịch sử với hơn 63 triệu đồng một lượng. Như vậy, nhà đầu tư có thể bị lỗ đến 2 triệu rưỡi đồng một lượng nếu mua vàng SJC đúng chục đỉnh, và giá vàng 24K có thể lỗ đến 3 triệu đồng một lượng. Dự báo giá vàng từ nay tới cuối năm, các chuyên gia cho rằng tình hình thế giới còn nhiều biến động, kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do đó, nếu vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng giá, thì vàng trong nước cũng tăng theo, đặc biệt là vào dịp lễ Tết. Kinh tế khó khăn khiến nhiều người thắt chặt hầu bao. Đây cũng là một trong những lý do du lịch Phú Quốc thời gian qua kém khởi sắc, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác, trước mắt là hàng không. Sau chiều tháng chờ chừng các tuyến bay nội địa Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Phú Quốc chỉ còn các đường bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng với trung bình khoảng 3.000 khách mỗi ngày. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng tại Phú Quốc cho rằng lượng khách nội địa đến đây giảm, phần lớn do vé máy bay tăng cao so với thời gian trước. Cụ thể, giá vé máy bay khứ hồi trong dịp Tết dương lịch chặng Hà Nội Phú Quốc dao động từ 7 triệu đồng đến 8 triệu rưỡi đồng, thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng. Đại diện các hãng hàng không nhiều lần theo quy chân tăng giá vé các chuyến bay nội địa đến Phú Quốc là do khách quan, trong đó giá xăng là yếu tố hàng đầu. Cục chế lượng khách đặt vé giảm phải cắt giảm nhiều chuyến bay khiến chi phí bay đến đây tăng lên.
Cũng theo nhiều khách sạn, lượng khách đến đảo Ngọc dịp lễ cuối năm nay vẫn chưa chuyển biến tốt, công suất phòng chưa đạt tới 50%. Hiện sân bay Phú Quốc đón nhiều chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Malaysia, Thái Lan, Cộng hòa Séc, Thượng Hải, Trung Quốc, với lượng khách quốc tế khoảng 1.700 khách một ngày. Người trồng cà phê tại Đắk Lắk đang vào mùa thu hoạch, trồng niềm vui được mùa được giá. Tuy nhiên, cũng kéo theo nạn hái trộm cà phê diễn biến phức tạp. Nhiều người dân thà rằng thu hoạch cà phê khi còn xanh hơn là mất trắng, nhưng điều này vô tình khiến chất lượng và sản lượng cà phê giảm. Hiện nay giá cà phê ở mức cao, tình trạng hái trộm cà phê ngày càng táo tợn. Có trường trộm đột nhập chặt cả cây để tuốt trái cho nhanh. Nông dân quyết định hái trái xanh, bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng là khi vườn cây có tỷ lệ trái chín từ 90% trở lên mới đưa vào thu hoạch đại trà. Trước tình trạng trộm cắp cà phê diễn ra phức tạp, tỉnh củng cố các tổ an ninh tự quản phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, bảo vệ, không cho người lạ vào vườn cà phê, tuyên truyền vận động nhân dân thành lập các nhóm hội viên bảo vệ cà phê, khuyến cáo các đại lý thu mua cà phê không thu mua của các đối tượng không rõ lai lịch. Thông tin vừa rồi khép lại nhịp sống ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.